Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cung, lửa cung, quãng và các dấu hóa, tức là dấu thăng, dấu giáng, dấu bình. Ok. Bắt đầu tiên là chúng ta sẽ nói về cung và lửa cung. Thì các bạn đã biết là trên cái bàn phím của đàn đó, các cái nốt nhạc này giữa chúng nó cái khoảng cách về cao độ nó không bằng nhau. Đúng không? Chính vì nó không bằng nhau đấy nên người ta sẽ phải dùng một cái đơn vị để đo được cái khoảng cách cao độ giữa hai nốt nhạc đó, thì đó chính là cung và lửa cung. Thì khi nào thì là nửa cung và khi nào thì là cung thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sau đây. Đầu tiên các bạn nhìn thấy trên đàn, nốt đò, nốt rê nó sẽ có một cái nốt đen ở giữa, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ quy ước là nốt đò đến nốt đen này chính là nốt, là nó sẽ là một phần một nửa cung. Rồi từ nốt đen này đến nốt rê này sẽ là một nửa cung nữa. Suy ra là từ nốt này đến nốt này chúng ta sẽ được một cung. Được chưa? Một cung. Nốt rê đến nốt mi chúng ta sẽ tương tự như là nốt đò đến nốt rê. Rồi tiếp đến nốt fa, đến nốt mi và nốt fa. Chúng ta để ý là ở giữa nó lại không có cái đen. Vì vậy là người ta sẽ quy ước là nốt mi đến nốt fa nó sẽ là một nửa cung. Ok. Rồi đến nốt fa và nốt son cũng sẽ tương tự như các nốt ban đầu đây nhá. Son, nốt la cũng tương tự. Nốt la, nốt si cũng tương tự. Rồi đến nốt si và nốt đô. Nốt si và nốt đô cũng không có dấu thăng nên si đến đô cũng sẽ là 1 phần 2 cung, tức là một nửa cung ấy. Cung ở trong tiếng Anh người ta gọi là tone. Nửa cung là semi, semitone. Còn cung là tone. Ok. Thì mi đến fa nó sẽ là một nửa cung, si đến đô là một nửa cung. Như vậy chúng ta sẽ nhớ rằng trong tất cả các nốt nhạc chỉ có mi, fa, si, đô là một nửa cung, còn lại tất cả các nốt bình thường đều là một cung hết. Còn giữa bây giờ chính vì như vậy nó sẽ sinh ra các nốt thăng và nốt giáng, đó chính là các dấu đen ở trên bàn phím này, người ta gọi đây là các nốt thăng và các nốt giáng. Thì đâu là thăng và đâu là giáng? Thì thực ra thăng hay giáng nó sẽ phụ thuộc vào cái vị trí nốt mà các bạn đang xét. Ví dụ bạn đang xét nốt đỏ, bạn muốn tìm nốt đổ thăng hay là nốt đô thăng ấy, thì các bạn chỉ việc đánh cái nốt đằng trước nó ngay liền trước nó. Rồi cái nốt này là nốt đô thăng đối với nốt đổ, nhưng bây giờ cái nốt này đối với nốt rê nó lại là nốt rê giáng. Được chưa? Bởi vì nhá, thăng này thì đi chéo lên bên này này, giáng thì đi xuống này. Đấy thế thôi. Tức là một nốt đen này nó sẽ đảm nhận hai vị trí, hai chức năng, đó là vừa là thăng vừa là giáng đối với nốt liền trước và nốt liền sau nó. Được chưa? Thì các bạn đã biết được tất cả các nốt rồi. Đô thăng này, rê thăng này, mi này, fa thăng này, son thăng này, la thăng này, si này, đô. Rồi, các nốt trên này tương tự. Bây giờ mình sẽ nói về quãng. Quãng chính là khoảng cách về cao độ giữa hai nốt nhạc này. Tức là khoảng cách về, mà mình nói nhầm, khoảng cách về trường độ nhé. Rồi, ví dụ từ quãng 1, từ nốt đô đến nốt đô này sẽ là một quãng 8. Và như vậy chúng ta sẽ nối xuống đến si này sẽ là một quãng 7, đến na này là một quãng 6, quãng 5, quãng 4, quãng 3, quãng 2 và quãng 1. Tức là từ đò đến đò là một quãng 1, đò đến rê là một quãng 2, quãng 3, quãng 4, quãng 5, quãng 6, quãng 7 và quãng 8. Rồi tức là nốt đò này đến nốt đò này sẽ là được một quãng 8, nốt đò này đến nốt đò này sẽ là một quãng 8, nốt đồ này đến nốt đồ này là một quãng 8. Như vậy nốt đồ này đến nốt đồ này sẽ là mấy quãng 8 nhỉ? Nó sẽ là 2 quãng 8, 3 quãng 8, 4 quãng 8, 5 quãng 8. Thì một cái đàn piano thông thường thì nó sẽ có khoảng 7 quãng 8, tức là nó rơi vào khoảng 88 phím. Còn đàn của mình là chỉ có 61 phím thôi, thì nó chỉ có khoảng 5 quãng 8 thôi. 5 quãng 8 hết. Đây là đàn organ nhé, không phải đàn piano thì các bạn biết rồi đó. Rồi tiếp theo mình sẽ nói đến các dấu hóa. Dấu hóa là thế nào? Trên bản nhạc không phải nó chỉ xuất hiện các nốt màu trắng này, tức là các nốt không có dấu hóa. Các nốt màu đen người ta gọi là các nốt có dấu hóa, tức là các nốt thăng hay là các nốt giáng chính là các dấu hóa, được chưa? Rồi thì bây giờ trên bản nhạc các dấu hóa này nó sẽ được ghi ở đầu ô nhịp. Nó sẽ được ghi ở ngay đầu ô nhịp và đằng sau số chỉ nhịp nhé. Cái vị trí của các dấu hóa này sẽ là được ghi ở đầu ô nhịp ngay sau cái khóa son đấy.
và ngay sau cái số chỉ nhịp đấy chính là các dấu hóa. Thì dấu hóa nó có hai loại, có ba loại: dấu thăng, dấu giáng và dấu bình. Trong dấu thăng và dấu giáng thì nó lại có hai loại nhỏ, đó là dấu thăng thông thường và dấu thăng bất thường. Cái dấu thăng thông thường hay chúng ta gọi là dấu thăng chính đấy, nó sẽ đặt ở vị trí như mình nói, đó là đặt ở ngay sau số chỉ nhịp. Thì cái dấu thăng này nó đặt ngay sau số chỉ nhịp này nó có ảnh hưởng nào? Đó chính là nó ảnh hưởng đến toàn bộ bài hát. Tức là ví dụ bây giờ bạn nhìn thấy một bài hát đây, nó có một dấu thăng như thế kia, các bạn nhìn thấy nó có một dấu thăng như kia thì nó sẽ là nốt, các bạn đếm lên nó sẽ là nốt pha thăng. Thì như vậy là tất cả các nốt trong bản nhạc này, chỗ nào có nốt pha bình thường thì chúng ta đều phải tăng nó lên một nửa cung. Tức là dấu thăng sẽ làm cho tất cả các nốt thông thường đó tăng lên 1/2 cung. Ví dụ nốt pha bình thường, bây giờ các bạn nhìn thấy nó là nốt pha thăng, thì tất cả các nốt pha trong bản nhạc thì đều là pha thăng. Đúng chưa? Rồi, các dấu dáng cũng tương tự như vậy. Nếu dấu dáng đặt sau số chỉ nhịp như bình thường thì tất cả các dấu dáng ở trong bản nhạc đó, đây ví dụ có một dấu dáng là đó là dấu si dáng, đây là nốt si, si dáng, thì tất cả các dấu nốt si ở trong bản nhạc thì đều phải dáng xuống 1/2 cung. Rồi, như vậy thì dấu thăng sẽ làm cho những cái nốt đó tăng lên 1/2 cung, và dấu dáng sẽ làm cho các nốt đó giảm đi 1/2 cung. Bây giờ đến nốt thứ ba là dấu bình. Dấu bình có tác dụng là, ví dụ trong một bài hát, cái cảm xúc của nghệ sĩ người ta dâng trào quá, đến một cái nốt, ví dụ bài hát có một nốt pha thăng, nhưng đến một cái đoạn nào đó người ta lại tự nhiên lại chơi một cái nốt pha thường. Đó, thì người ta sẽ đặt trước, ngay trước cái dấu pha mà người ta muốn biến nó thành pha thường ấy nhá, một dấu bình. Đấy, như trên màn hình đó. Tức là dấu bình này sẽ chỉ đặt trước cái nốt mà người ta muốn đưa nó về ban đầu, không phải là thăng cũng không phải là giáng, đưa nó về ban đầu. Rồi, dấu bình này có thể đặt trước cái nốt đó để trở về bình thường, có thể thay đổi cho dấu thăng và thay đổi cho dấu giáng như bình thường nhé. Ví dụ nhà si giáng thì bây giờ người ta muốn đánh nốt si thì người ta cũng có thể đặt trước nốt si giáng một dấu bình. Hiểu chưa? Các bạn đã hiểu về dấu bình chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến một cái loại nữa là dấu hóa bất thường. Dấu hóa bất thường là gì? Giống như dấu bình, nó chỉ đặt trước một cái nốt mà người ta cần xét thôi. Ví dụ bài hát đang ở giọng đô trưởng, các bạn chưa cần biết đô trưởng là gì, nhưng bây giờ tức là nó chỉ là nốt đô. Các nốt trong bài hát, tất cả các nốt đô thì đều là những nốt đô này thôi, không phải là nốt đô thăng. Chưa, không có một nốt đô thăng nào trong bản nhạc, ví dụ như vậy. Nhưng mà tự nhiên đến một cái chỗ đó các bạn lại nhìn thấy có một cái nốt đô thăng, thì bây giờ muốn cái nốt đô này thành đô thăng thì người ta sẽ ghi trước cái nốt đô đó một dấu thăng. Tức là chỉ có một mình nốt đô này được thăng lên thôi, còn tất cả các nốt đô khác trong bản nhạc vẫn sẽ giữ nguyên giá trị cao độ của nó. Và tương tự như vậy với nốt giáng thì chúng ta cũng sẽ áp dụng như vậy. Các bạn đã hiểu chưa nhỉ? Cái dấu hóa bất thường ấy, nó chỉ đặt trước cái nốt mà mình muốn tăng lên 1/2 cung hay muốn giảm đi 1/2 cung. Tức là nó là muốn thăng hay là muốn giáng nó đấy. Rồi, thì các bạn không biết các bạn nhìn có rõ không nhỉ? Mình nghe có rõ không nhỉ? Các bạn đợi mình một chút nhé. Rồi, cái dấu thăng bất thường ấy thì nó lại còn có một cái loại nữa, hay dấu thăng bất thường có loại nữa. Khi mà các bạn muốn thăng nó lên hai lần chẳng hạn, ví dụ nó đang là nốt pha, muốn nó thành pha thăng thì chỉ thăng một viết một dấu thăng trước dấu pha cái nốt pha đó thôi, đúng chưa? Nhưng bây giờ các bạn muốn biến nốt pha lại thành nốt son luôn, thì từ pha đến đây là một nửa cung này, đến đây là một nửa cung này, như vậy muốn từ pha này biến thành nốt son chúng ta sẽ phải đặt hai dấu thăng trước cái nốt pha này, tức là thêm cho nó thêm 2 lần 1/2 cung, tức là thành một cung. Rồi, tương tự như vậy với dấu giáng, khi muốn giáng một nốt từ nốt na này xuống nốt son, chúng ta sẽ đặt trước nốt na này 2 dấu giáng, được chưa? Đó, thì hôm nay là video chia sẻ của mình về về quãng này, cung và nửa cung, và các dấu hóa và cách sử dụng của các dấu hóa. Thì mình đã để cái link bài tập ở bên dưới video này, các bạn nhấn tải xuống và chúng ta làm bài. Nhớ là phải làm bài nhé.
Bởi vì sau mỗi các bạn chỉ nghe không thôi thì các bạn hiểu đấy, nhưng mà các bạn sẽ không áp dụng được cái gì cả. Đến lúc nào đó các bạn sẽ quên. Nếu các bạn phải làm bài tập ngay của mình, các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn luyện tập thật tốt.